Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh chuyện nghe kể chuyện ma đêm khuya Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả mọi người Và ngày hôm nay chắc chắn rồi sẽ là tập tiếp theo của chuyện Thiên tài thần côn của tác giả Phượng Kim Và ngay sau đây thì không để các bạn đợi lâu hơn nữa Chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyện Thiên tài thần côn tập 107 và các bạn nhớ nhé Hãy để lại những bình luận của mình Cũng như là đăng ký kênh Like share video nữa Vui lòng không re khi mà chưa có sự đồng ý Của kênh youtube nghe kể chuyện khá đêm khuya Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyện nhé Trường Trung Tuyền quay đầu nhìn vía hạ thược Cảm giác của thược Nhưng thực nhạy bán Khoảng cách xa như vậy Tiểu Diệp Tử bọn họ còn bố trận ở bên ngoài con đều đã thấy được bên trong có trận pháp à tuy nói tu vi hạ thược đã tăng tới trình độ đó nhưng thực sự khiến người ta ngạc nhiên mà tu vi càng cao cảm ứng càng mạnh cái này tự nhiên là thật nhưng cảm ứng đơn giản chính là dựa vào âm khí chàng hiện tại phía ngoài tòa nhà lớn ở đối diện có bát môn khóa trận vàng do sáu người đệ tử bày trận mỗi người đều có nguyên khí của chính mình sớm tạo thành quấy nhiễu đối với khí tràng ở bên trong. Huống hồ bên trong có có khí tràng của năm quỷ vận tài. Bên trong khí tràng loạn như vậy, có có thể cảm giác được có người bày trận. Cảm giác này quả thực quá mức nhạy bén. Trường Trung Tiên nào đâu biết rằng, hạ thược lại bởi vì có thiên nhãn trong người. Đừng nói khí tràng, hiện tại muốn trong nhà cô, cô thấy rõ mọi thứ, Hạ thược không nhiều lời Lập tức nói Con đi giúp sư huynh đây ạ Đường Tông Bá cùng Trương Trung Tiên đều không kịp cản Hạ thược đã xông ra ngoài Vọt tới cao ốc đối diện Thấy bên ngoài các đệ tử huyền môn Phân chia bốn người một tổ Lấy tứ tượng phương vị khoanh chân mà ngồi Một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch Trên người họ lào là đạo bàng màu vàng Đầu đội mũ đen trong tay cầm pháp khí dưới cơn mưa to giàn rủa vẫn ngồi y như chuông vàng bất động như núi các đệ tử thấy hạ thược đến cũng không dám phân thân hạ thược lại đem ánh mắt nhìn xuống rơi trên người nam hài đang ngồi khoanh chân trên mặt đất ôn diệp mặt trên người là thân tiểu đạo bào mang theo nón mũ màu đen hình tượng cùng ngày giống một trời một vực nghiễm nhiên là một tiểu thần côn Hạ thược nhếch môi cười Mặc dù dưới tình huống căng thẳng như hiện tại Trong mắt lộ rõ ý cười Ôn Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất Cảm giác được hạ thược nhìn mình Nhăn màn lại Nhưng là không dám thân phận nói chuyện Sắc mặt ẩn hiện trong đêm mưa Nhìn không rõ cảm xúc Hạ thược cũng thu ý cười Tính toán sau này Lấy chuyện hình tượng treo đùa tiểu tử thối này một chút Bởi vậy bước chân cô chỉ dừng một chút liền vọt vào trong nhà Nhà lớn bị bỏ hoang Mặt đất sơ loạn Có gia cụ còn không có dọn đi Nhìn tưởng bên ngoài đã bị hư một bộ phận Mưa to từ cửa sổ tạt vào Bên trong nhà vừa tối vừa ẩm ướt Hạ thược mở thiên nhãn Đến lúc này Ngô Bách Tuệ ở trong một gian phòng trong tầng 5 Nhưng cô muốn tới tầng 5 Lại điểm gặp ở trở ngại Bên trong nhà lót vài bố trận cử cung bát quái Loại mê trận này một khi đụng phải Người bình thường nhất định bị vây nhốt một thời gian Tựa như thời điểm khảo hạch phong thủy sư ở làng trài trên đảo nhỏ Bước vào trận này có thể dùng thời gian một ngày một đêm là ra được rồi Thì như vậy đã xem là cao thủ Ngô bát tuệ có thể bày được trận này Thực ra cực có thiên phú Chỉ tiếc cô ta gặp phải chính là hạ thượng Cửu cung bát quái trận đối với hạ thượng Có một chút ảnh hưởng cũng không có Thiên nhãn có thể nhìn thấu hết các đường trong mê trận Cho nên không thể mê hoặc đứng bước chân cô Nhưng mà hạ thượng bối rối một chút chính là trong đại lâu Nhưng xuất hiện người kim giáp Hạ thượng một bước tiến vào Cảm giác một đạo sát khí bức người mà đến Sát khí cực kỳ chân thật Hạ thượng dương mắt Nhìn thấy một người binh lính Mặt kim giáp từ trên lầu hai nhảy xuống trong tay cầm kiếm hướng cô bộ tới tên giáp sĩ thân cao cường tráng tuyệt đối là một người nam nhân thành niên mà hắn rơi xuống đất lại không phát ra tiếng động rõ ràng không phải thật thể nhưng sát khí lại là sự thật hà thược nhìn tên giáp sĩ này sắc mặt cũng không lạnh lẽo ngược lại cho mắt lóe lên bề môi nổ ra ý cười hứng thú tay cô hướng xuống phía sườn chân Long lân đã ở trên tay Chủy thủ long lân chưa ra khỏi vỏ Hạ thược chỉ là đón võ Lấy đỡ Cùng tên giáp sĩ chính diện va chạm Hai bên va chạm Ánh mắt hạ thược khẽ biến Chỉ cảm thấy đau vỏ long lân Đều bị kinh lực của giáp sĩ Đâm cho tranh minh một tiếng Không chỉ có như thế Hạ thược rõ ràng cảm giác Một loại sát lực ở thời điểm giao thủ Cuốn tới cánh tay mình Ánh mắt hạ thược biến đổi nhanh chóng dùng nguyên khí bảo vệ cánh tay tay hướng vỏ đao lân long kéo một cái hung thủ âm sát lưỡi dao sắc bén của kim giáp tức khắc bị sát khí bao trùm trở nên sơ sát khiến hạ thược không ngờ chính là kim giáp giống như có sinh mệnh lực cảm giác được âm sát của long lân thế nhưng toàn bộ hóa thành một đoàn kim quang liền nhau tới hướng long lân trong tay hạ thược Hạ thược tu tập phát truyền huyền môn nhiều năm như vậy Gặp qua vô số âm sát, dương sát Lại là lần đầu tiên nhìn thấy Không sai Kim giáp này Đích xác là một loạt dương khí sát Dương sát Vốn là để khắc chế âm sát Đều không phải thật thể Chỉ là lấy nguyên dương thuật pháp biến ảo Nhân thân thể biến ảo Lại cùng long lân đụng phải Hạ thược có cảm giác va chạm Có thể nghĩ trên tay cô Nếu không có pháp khí công kích người bình thường gặp tên giáp khí sẽ là kết cục như thế nào đây? Ít nhất trong tay cô có pháp khí công kích là không dám cùng so chiêu. Trừ vì nguyên khí bảo vệ quanh thân so với tên kim giáp sĩ này càng mạnh hơn. Nếu không một khi có thân thể tiếp xúc, tất sẽ bị dương sát gây thương tích. Thuật pháp này là cái gì chứ? Lợi hại như vậy à? Thật thú vị đây. Hạ thược hướng phía sau thoái lui Hoàn toàn đem Long lân rút khỏi vỏ Hạ thược nghĩ tới sát mặt qua hai chiêu Âm thầm nghiên cứu xem Đây là thuật pháp gì Nhưng kim quang Đang điên cuồng nhào hướng long lân Đột nhiên tiêu tan Hạ thược sửng sốt Chỉ nghe là Hạ thược sửng sốt Chỉ nghe lạch cạch một tiếng Có một thứ giữa không trung hạ xuống Rơi trên mặt đất Hạ thược liếc mắt Một thứ nhỏ nhỏ lăn tăn làn từ bên chân mình nhìn kỹ một chút tức khắc ngạc nhiên mà nhướng mày đồ vật kia nhưng lại là cục đá cũng là lúc này hạ thược nhạy bén phát giác trên lầu hai có người giương mắt nhìn lên từ thiên giận đang từ lầu hai nhảy xuống thần thủ hắn nhanh nhẹn địa phương cao như vậy thế nhưng không nghe thấy âm thanh hắn nện bước lại như là lôi đình vừa rơi xuống đất liền hướng cô đi tới kiểm tra cánh tay đang nắm long lân của cô. <laughs> "Không có về gì đâu mà." Hạ Thược cười nhìn phía viên đá trên mặt đất. sư huynh à, đây là thuật pháp gì thế?" Sở Dĩ Hạ Thược hỏi Từ Thiên Giận, bởi là vì biết đây là thuật pháp của Từ Thiên Giận, bởi vì vừa rồi thời điểm người kim giáp công kích cô, cô rõ ràng cảm giác dương sát khí có từ nguyên dương Từ Thiên Giận. Nói cách khác, Kim giáp vừa rồi là thuật pháp từ thiên giận huyễn hóa ra tới. Nhưng từ thiên giận lại không trả lời cô. Hạ thược chỉ cảm thấy ánh mắt sâu thẳm của anh dừng ở trên người mình. Anh không nhìn cái gì khác, chính là nhìn bộ dáng của não ướt dầm dề của cô. Cứ việc trong nhà mờ tối, nhìn không thấy năm ngón tay, nhưng thấy thị lực của hai người tuyệt đối là có thể thấy rõ ràng. Hạ thược thấy mi mắt từ thiên giận nhan lại, sau đó quay đầu nhìn lại người mình liền ngẩn người tức khắc hạ thược hiểu ý nam nhân này hẳn là nghĩ muốn tìm một bộ quần áo khoác cho cô nhưng thời tiết thế nào thì từ trước tới nay anh đều rất ít mặc áo khoác đêm nay không ngoại lệ nhưng cũng may thời điểm hắn tới nơi là hơn một tiếng đồng hồ trước khi đó trời chưa mưa cho nên áo của hắn khô cởi ra đi tử thiên giận cởi áo khoác của hạ thược Hạ thừa cười khổ lắc đầu, ờ, không có việc gì đâu mà hiện tại hẳn là lạnh cởi ra. Nam nhân đánh gãy lời cô, không cho cô nói lời vô nghĩa, động tác trên tay nhanh nhẹn không cho cô cự tuyệt. Không lạnh mà hiện tại hẳn là sẽ cảm mạo thay quần áo. Nào có quần áo để đổi đâu. Hạ thừa kháng nghị, che tay cô cầm long lân, sợ làm Từ Thiên giận bị thương, đành đem thủy thủ vào vỏ. Thời gian phân thần, quần áo ướt bị cởi ra. Từ thiên giận một tay nắm cổ tay cô, dơ qua khỏi đầu, đem áo ướt cởi ra. Gió lạnh mang theo hơi nước mưa tiến vào. Trên thân chỉ có một kiện nội y phấn mạch. Hạ thược tức khắc rụt rụt bả vai, trên đầu vai tức khắc truyền tới một hồi độ ấm. Một kiện áo lông khoác trên người cô, mang theo nhiệt độ ấm áp của nam nhân cùng hương vị quen thuộc. Hạ thược sửng sốt, Dương mắt nhìn thấy một thân trần của từ thiên giận Anh rát tay cô Ánh mắt dừng ở nơi tuyết trắng Chỗ cổ áo chữ V Nhìn nhìn một hồi Mới ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu Thiết kế tầng trên lầu Là kiểu giếng thông thiên Ngửa đầu có thể nhìn thấy tầng cao nhất Cũng có thể vì loại thiết kế này Ở phía dưới tối tăm Lại có một loại không khí quỷ dị Nhưng không khí quỷ dị hay không Tầm mắt hạ thược cũng chỉ dừng trên người từ thiên giận. Trên người hắn, đường cao khẩn trí lưu sướng, gian ngực và bụng cơ bắp săn chắc, tự như chuẩn bị phát lực. Ánh mắt không phải kinh diễm, mà là hơi hơi đỏ lên. Hạ thược thấy nước mưa đánh trên người từ thiên giận, liền đi ra phía ngoài đứng, muốn thay hắn ngăn trở. Nhưng trên cô vừa động, từ thiên giận dường như phát hiện ý đồ của cô. Tài hơi dùng sức, đem cô kéo lại phía sau, không cho nước mưa dừng trên người cô. Tầm mắt anh vẫn dừng trên lầu Đi Hạ thược chỉ có thể cười khổ Cô bắt đầu hối hận Vì sao đêm nay không chịu buông dù Những ý niệm hối hận cũng chỉ thoáng qua trong lòng Còn không kịp phẩm vị Hơi thở từ thiên giận đã biến đổi Hạ thược nhạy bén Cảm giác có thứ gì đó Hướng phía hai người đánh lại đây Ánh mắt cũng là biến đổi Lập tức rút tay khỏi lòng bàn tay từ thiên giận Lòng lần trong tay lại lần nữa ra khỏi vỏ Thiên nhãn đảo qua nhìn về chỗ ngã rẽ phía cầu thang, nơi đó có một tiểu hải tử, không phải người sống. Hơi thở tiểu hải tử kia phi thường hung lệ, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu không cao, quanh thân lại đen tuyền. Hắn cúi đầu, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Hạ Thược cùng Từ Thiên giận. "Tiểu quỷ!" Hạ Thược nhíu lại mắt, sắc mặt phát lạnh. Cô tưởng tới tình huống lúc nãy trên đường đến đây, mở ra thiên nhãn đi về chỗ này sát khí trên người tám người kia không giống âm sát khí bình thường tức khắc có loại phỏng đoán không tốt hay là tám người này không phải đi theo ngô bách tuệ tới hồng kông giúp đỡ mà là ả dưỡng tiểu quỷ không chế người nếu là như vậy như vậy trong tòa nhà này tuyệt đối không phải chỉ có một con tiểu quỷ hạ thược tức khắc xoay người dùng thiên nhãn đem cả tòa nhà quét một lần lập tức hừ một tiếng Sui. Ừ Từ thiên giận gật đầu Cảm giác của anh từ trước đến nay dị thường nhạy bén Tự nhiên cũng nhận ra được Hắn giải thích Có có bốn con, người đã giết Tiểu quỷ đã không có túc thể Hạ thược hỏi Những người này là thôn dân phụ cận ư Cô biết ở trong mắt từ thiên giận Không có cách nói Người có tội vẫn là vô tội Chỉ cần là địch nhân Cũng chỉ có một chữ sát Nhưng hạ thược lại là, là muốn hỏi rõ ràng Nếu những người này là thôn dân phụ cận bình thường Ngô Bách Tuệ lấy phương pháp tiểu quỷ điều khiển họ Bút chướng này phải tìm ả tính Là đệ tử bị trục xuất Từ thiên giận đả mắt nhìn qua Hai người đứng chỗ thang lầu Đối diện bốn con quỷ đồng chậm rãi đi tới Đệ tử bị trục xuất à? Hạ thược sửng sốt Chờ phản ứng lại mới hiểu Từ thiên giận nói những người đó Chính là những đệ tử bị trục xuất khỏi sư môn trong khoảng thời gian thanh tẩy môn hộ những đệ tử này là do ngô bách tuệ tìm được là bọn họ đi theo ả báo thù hay là bị ả âm thầm làm hại những việc này hiện tại không làm rõ được cô không có thời gian đi tra kỹ càng hạ thược xoay người cùng từ thiên giận lưng tự lưng nhìn hai gã tiểu quỷ đang đi về phía mình mà từ thiên giận lại vào lúc này ngồi xổm xuống hạ thược vừa quay đầu lại chỉ nhìn thấy anh nhặt lên bốn viên đá nhỏ Một tay nắm Một tay khắp chỉ quyết Hướng không chung vứt đi ra ngoài Kim quang khắp trốn Khi hạ thược ngửa đầu Thì chỉ thấy bốn cục đá Hóa thành những con binh sĩ trưởng thành Mặc kim giáp Cầm trong tay những lưỡi dao sắc bén Từ trên không chung Chia ra chém tới bốn tiểu quỷ kia Bốn tiểu quỷ kia Cảm giác được dương sát bước tới lập tức đứng từ thang lầu lui vào trong bóng tối mà bốn binh sĩ kim giáp kia đã đuổi tới phương hướng âm sát nhanh chóng biến mất giữa những thang lầu hạ thược còn chưa động thủ tiểu quỷ chạy thoát cô lập tức sững sờ trong chốc lát khi nãy cô không hề nhìn lầm xác thực bốn cục đá kia biến thành người mặc kim giáp thuật pháp này hạ thược chưa bao giờ thấy qua nhưng trong đầu cô xuất hiện một hàng chữ tát đậu thành binh Thuật pháp tát đậu thành binh này là truyền thuyết trong dân gian từ xa xưa. Trong phong thần diễn nghĩa, Văn Trọng và Khương Thượng đại chiến ở Kỳ Sơn, khi quân đội Thương Triều tìm được đám thân công báo đã ra tay tương trợ, quân đội Tây Chu dần không chống đỡ được nữa. Ngay tại thời khắc mấu chốt thì Khương Thượng tìm được sự trợ giúp từ nhiên đăng đạo nhân. Tát đậu thành binh, chuyển bại thành thắng cái gọi là tát đậu thành binh trong truyền thuyết chính là loại thuật pháp giải đậu có thể biến hóa thành quân đội. Đến hiện tại đã trở thành câu chuyện thần thoại trong truyền thuyết. Trong hiện thực không hề có người nào cho rằng loại truyền thuyết này thực sự tồn tại cả. Nhưng kỳ thực trong một số môn phái kỳ môn cổ quả thật có tồn tại những loại bí thuật như vậy. Như môn phái Cổ Mao Sơn có truyền thừa loại bí thuật này hơn nữa loại thuật pháp như tát đậu thành binh này nếu như nói tỉ mỉ ra thì cũng không khó hiểu theo kiểu thần kỳ như vậy nói thẳng ra thì nó là một dạng ảo thuật bất luận là ám sát hay dương sát thì chỉ cần thành sát khí sẽ khiến âm khí dương trong phạm vi nhất định bị mất cân đối nghiêm trọng những người đứng trong phạm vi đó có thể bị trí huyễn chẳng qua khi bị âm sát trí huyễn sẽ chứng kiến những ảo giác đa phần có tính chất vô cùng khủng bố, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Còn dương sát trí huyễn sẽ khiến cho nhân tính lâm vào trạng thái kích động, phấn khởi, trông thấy những chuyện giết người, động dao, động thương. Ví dụ như những binh sĩ kim giáp khua đào kia. Nhưng chỉ là ảo giác, chỉ có thể coi là luyện được một chút da lông mà thôi. Những người có tu vi cao thâm có thể dùng chính nguyên dương của mình ngưng tụ ra huyễn thể tự điều khiển đây cũng là thuật pháp mà hạ thược đang chứng kiến từ thiên giận xuất ra lúc này đây nhưng điều khiến hạ thược phải kinh ngạc chính là hắn dùng những hòn đá nhỏ quả thật huyền môn có bí thuật tát đậu thành binh nhưng hạ thược nhớ rất rõ ràng là lúc trước sư phụ từng nói qua bí thuật truyền thừa này có từ thời điểm bị thất truyền có một phần sách bí pháp đã qua một thời gian không được bảo quản tốt cho nên không nhìn thấy rõ được vậy nên bí thuật kia đến cả sư phụ cũng không biết chắc được hạ thược chỉ nhớ rõ trước kia sư phụ từng nói ở trong một số kỳ môn giang hồ bị khinh thường vì có tà pháo cũng có tà thuật tát đậu thành vinh. nhưng những tà thuật kia lại vô cùng tổn hại âm đức đó chính là phong khốn âm nữ trong hạt đậu khi gặp địch sẽ vãi ra nhìn thì có vẻ lợi hại nhưng kỳ thực lại vô cùng thâm trầm âm hiểm còn bí thuật tát đậu thành binh chính tông chính là dùng pháp khí có chứa hoàng ngọc có linh tính ở bên trong dùng chính nguyên dương của bản thân để dẫn độ thuật pháp ngọc thạch vốn là vật có linh khí của trời đất màu vàng thuộc tính kim trong ngũ hành khi biến hóa ra chỉ dùng cho việc sát phạt kim khí thì có thể giúp ích cho việc trợ lực chẳng qua vì để dễ dàng mang theo nên pháp khí mới được điêu khắc thành kích thước một hạt đậu lớn hoặc nhỏ khi ném ra vô cùng mỹ lệ nên mới có tên gọi tát đậu. Chính bởi vì hiểu được những điều này nên Hạ Thược mới có thể kinh ngạc. Thứ tử thiên giận dùng không phải pháp khí ngọc thạch, chỉ là cục đá bình thường mà thôi. Hơn nữa đến sư phụ cũng không biết bí thuật tát đậu thành minh, rốt cuộc hắn học được từ đâu vậy chứ? Và lại bộ dạng rõ ràng rất am hiểu thuật pháp này. Hạ Thược tò mò nhìn phía từ thiên giận, còn chưa kịp hỏi từ thiên giận nắm tay hạ thượng chạy lên lầu hạ thượng có rất nhiều câu hỏi nhưng đành chỉ để tạm trong lòng chuyên tâm vây bắt ngô bách tuệ hiện giờ ngô bách tuệ còn đang ở trong gian phòng của tầng lầu trên cùng trận pháp vẫn ở đây nhưng những tiểu quỷ mà cô ta thả ra lúc này đang bị binh sĩ kim giáp truy đuổi cho nên không dám tùy tiện thu hồi lại bởi vì một khi thu hồi lại rồi cũng không khác gì nói cho đối phương biết vị trí cô ta đang ẩn náu Ngô Bách Tuệ cảm giác Người tới tối nay là cao thủ Đi đến Hồng Kông Cô ta phải đối phó với cao thủ Điều này cô ta hiểu rõ Chẳng qua vốn tưởng rằng Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp tốt rồi Không ngờ lại hợp tác phải một phế vật Cô ta, cụ đào Đã nói rất rõ ràng với nhau Trong 49 ngày Cô ta sẽ bố trí pháp trận Vận tài ngũ quỷ cho hắn Tăng cường tài vận cho hắn Để trao đổi hắn ta phải đánh sụp bất động sản ADA khi phong thủy cố vấn của đối phương thần bại danh liệt tiền vốn của bất động sản thế kỷ hùng hậu hơn so với bất động sản ADA không chỉ một tẹo chuyện đơn giản như vậy mà cái tên phế vật kia lại có thể sơ suất như vậy hắn ta tự cho là về mặt cạnh tranh đấu giá đất này phải có đến 7 chỗ đất đều nhường cho bất động sản ADA cho rằng bất động sản ADA sẽ tuyên bố phá sản vì số vốn quay vòng không đủ lại không nghĩ rằng sáng sớm ngày hôm nay, bất động sản Ada đã ký kết một loạt hợp đồng mua bán đất với tổng thư địa chí, số tiền 11 tỷ đấu giá được thanh toán chỉ trong một lần. Từ lần đấu giá đất vào thứ tư tuần trước cho tới hôm nay, chỉ kéo dài có một tuần, số tiền đó của bất động sản Ada lấy từ đâu mà ra. Cả vùng Hồng Kông sáng sớm hôm nay đã chìm ngập trong loạt báo đưa tin tức về việc này. Khắp nơi đều là làn sóng bàng hoàng. Từ tuần san, báo chí, tin tức TV đều thông báo chuyện khiến lòng người bàng hoàng. Dường như còn ngại sóng chiều không đủ lớn, giữa trưa bất động sản ADA tổ chức mời hội nhà báo tới phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, Tổng Giám đốc Emily không hề nói tới chuyện tiền bạc của bất động sản ADA, chỉ chính miệng bày tỏ việc đấu giá 7 miếng đất này đều sẽ được đích thân cố vấn phong thủy là hạ đại sư bố trí phong thủy tiền vốn của bất động sản ada từ đâu mà tới tạm thời không người nào biết nhưng điều tất cả mọi người biết chính là bảy miếng đất này chẳng những không phải ván bài ép chết ada ngược lại có khiến nó trở thành chỗ dừng chân phô trương thanh thế với quy mô cực lớn ở hồng kông này hiện giờ đã có hạ đại sư đảm nhiệm vai trò cố vấn phong thủy có rất nhiều người dân và những nhà kinh doanh cửa hàng đều biểu hiện vô cùng hứng thú trước công trình khai thác sắp tới của bất động sản ada khi Ngô Bác Tuệ biết được điều này, thiếu chút nữa đã đá vỡ cái bình làm phép, phế vật. Để hắn ta phá hủy bất động sản Ada, khi đối phương phải thân bại danh liệt. Hắn thì hay rồi, tự cho bản thân thông minh, kết quả bị tính kế ngược lại giúp kẻ đó trở nên huy hoàng. Hiện giờ rất tốt, danh tiếng của người đàn bà kia như mặt trời giữa trưa, cao thêm một bậc rồi. Vậy thì cô ta. Còn ẩn thân ở đây làm trận pháp vận tài cho kẻ khác để làm cái gì chứ? Ngô Bách Tuệ nhào mắt lại, sau đó cười nhạt một tiếng. May mắn cô ta đã sớm chuẩn bị, biết cụ đào không hẳn là kẻ đáng tin, cho nên đã sớm sắp xếp người thay thế. Khi cô ta còn ở Mỹ, thấy Hồng Kông đưa tin, sau khi biết được tổ trưởng môn trở về báo thù đã lọc sạch môn phái một lần, hiện giờ đệ tử còn lại trong nội đường phong thủy chỉ còn có hai ba phần so với thủa ban đầu những đệ tử trong môn phái bị trục xuất đã bị phế trừ công pháp môn phái một bộ phận rời khỏi hồng kông trở về quê nhà lập kế mưu sinh khác còn có một nhóm người được giữ lại ngô bách tuệ tìm được mấy người quen biết lúc trước những người này sau khi bị trục xuất khỏi môn phái cuộc sống trôi qua không dễ dàng gì trong quá khứ được đối đãi như đại sư hiện giờ đi đâu cũng bị người ta khinh thường sao có thể không sinh lòng oán hận đối với việc bị môn phái trục xuất nhưng công pháp bọn họ đã bị phế danh vọng đường tông bá ở thế giới người hoa cũng không phải những người như bọn họ có thể so sánh đương nhiên không dám gây sóng gió gì nhưng khi mà ngô bách tuệ tìm được bọn họ thì đã không giống như trước nữa cô ta nói cho bọn họ biết mục đích của cô ta chỉ đến khiến đám người đường tông bá phải nếm thử chút mùi vị bị tổn thương danh dự chỉ muốn trợ giúp kẻ địch của bất động sản ada khiến bất động sản ada phải chịu nhiều đau khổ khiến công ty đông gia cũng không giữ được kể từ đó sẽ không còn chỗ đứng trong giới phong thủy nữa cô ta chỉ muốn báo thù vụ đã phải chịu khi còn ở mỹ sau khi báo thù xong cô ta sẽ đưa đám người đó về mỹ tự lập môn phái để bọn họ trở thành môn hạ của cô ta một lần nữa sống những tháng ngày phong quang vô hạn đám ngu xuẩn này chỉ vì câu nói mà đã đáp ứng ngay lập tức cô ta nói cho bọn họ biết cách làm này của cô ta khó tránh bị người của lão phong thủy đường phát hiện hoặc sẽ bị đám thôn dân phụ cận ngộ nhận xông tới cản trở cần phải tạo ra cử cung bát quái trận ở chỗ này công pháp của bọn họ đã bị phế không thể hỗ trợ cô ta trong vấn đề thuật pháp chỉ cần bọn họ tụ họp ở đây giúp cô ta trông chừng một tay đừng để kẻ khác xông tới là được những người này không cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý ngay lập tức ngu xuẩn thì vẫn là một đám ngu xuẩn công pháp của cả một đám người đã bị phế đi, cô ta thực sự cần tới họ giúp à? Nếu như cô ta thực sự cần, thì cũng chỉ cần cái túi da trên người bọn họ mà thôi. Trong đám khách hàng của cô ta, có người vì cầu xin được nhanh chóng phát đạt mà nuôi dưỡng không ít tiểu quỷ. Lần này cô ta tới cảng, trên người còn đeo theo 8 con. 8 con tiểu quỷ này vô có thể coi như những tấm phù mang ra sử dụng. Cô ta cần 8 tiểu quỷ này giúp cô ta nhìn phương vị bát quái của cử cung bác quái trận căn bản không cần đến mấy tên phế vật kia Nhưng nếu mấy tên phế vật kia chết Ngược lại có thể giúp đỡ được cô ta một việc lớn Cô ta gọi mấy tên phế vật kia tới Làm phép để đám tiểu quỷ bám vào trên người bọn họ Đám người họ vốn là đệ tử huyền môn Cho dù công pháp đã bị phế Không sử dụng được kinh lực nội gia, Nhưng quyền cước công phu vẫn còn một chút Cô ta vì làm phép cho cù đào đã ngờ tới đối phương có thể nhìn sát được một cỗ khí tràng không bình thường từ tòa cao ốc từ bất động sản thế kỷ mà tới đây. Bởi vậy cô ta đã liệu được địa điểm làm phép. Dù sao cô ta là đệ tử huyền môn, huyền môn cần tìm người thế nào để làm trận pháp, cô ta hiểu rất rõ. Thứ mà cô ta chờ đợi chính là bọn họ tìm tới đây. Những đệ tử bị trục xuất này mặc dù bị phế công pháp không khác so với người bình thường. Khi cô ta làm phép, để đám tiểu quỷ khống chế bọn họ thì cũng chế trụ cánh cửa tính mạng cho bọn họ luôn. Sau khi âm sát nhập phần não, quá hung ác hoặc thời gian quá lâu lấy đi tính mạng của đám người họ, mà cô ta muốn chính là tính mạng của bọn họ. Khi đối phương tìm tới đây, những con rối này sẽ liều mạng thay cô ta tử thủ tòa cao ốc này. Bọn họ bị giết chẳng sao, hay là tiểu quỷ che người bị xua đuổi đi cũng được. Cả hai đều không sống được. Những con người này trước kia đều là đệ tử của lão phong thủy đường, cũng có chút danh tiếng. Nếu như cái chết của bọn họ bị truyền thông đưa tin ra bên ngoài, người dân cho rằng ai làm đây hay cho một lão giả đức cao vọng trọng quay trở lại Hồng Kông sau hơn 10 năm bị sư đệ đồng môn ám sát. Hay không giống như bị sư đệ đồng môn ám sát đã hãm hại đến đám đệ tử bị trục xuất rồi sao? Ngô Bách Tuệ cười nhạt. <cười> Cô ta muốn đối phương phải thân bại danh liệt đấy nhưng tình thế nhanh hơn so với gì cô ta dự liệu từ sau khi cô ta phát hiện sự việc cù đào đã làm hỏng bét đã quyết định từ bỏ nơi này chỉ để tám kẻ bị tiểu quỷ nhập vào mà thôi trên thân những người này có tiểu quỷ mà cô ta nuôi dưỡng một khi những người này chết đi cô ta có thể cảm ứng thấy được cô ta sẽ liên hệ cho đám truyền thông ở hồng kông đến lúc đó đám người kia đến tận hiện trường chụp ảnh cho dù nhân mạch của huyền môn ở hồng kông có thể một tay che trời đống ảnh chụp trong đám tay truyền thông nhất định sẽ đăng được cô ta nghĩ mọi cách lấy những thứ họ quay chụp lại đưa cho đám truyền thông ở các quốc gia khác công bố ngô bách tuệ tự biết bản thân không đối xứng được với người khác đấu pháp à cô ta chỉ có một mình nhưng đấu kế huyền môn vốn không có chuẩn bị chắc hẳn sẽ ngã một vố đau Cô ta ở nước ngoài thưởng thức cú té ngã chật vật của bọn họ. Nhưng Ngô Bách Tuệ không ngờ được rằng, cô ta chưa kịp rời đi, đối phương tìm tới, tốc độ còn nhanh hơn so với tưởng tượng của cô ta. Ngay sáng sớm hôm sau, kể từ khi phát hiện chuyện lớn của Cù củ Đào đã bị phá tan, cô ta luôn ở lại tòa cao ốc này bố trí quyết định rời đi. Pháp trận vận tài ngũ quỷ vẫn chưa hoàn thành, cô ta đã phải rời đi, không tới vài ngày khí tràng của trận pháp nơi đây sẽ tản đi hơn nữa hồng kông lớn như vậy cô ta lo lắng đối phương nhanh chóng đuổi tới đây lãnh khí tâm tư bố trí của cô ta vì vậy mới làm phép thêm một ngày nữa quyết định thừa dịp ban đêm sẽ rời đi nhưng cô ta không thể ngờ được rằng đối phương đến được đây nhanh như vậy ngay khi cô ta quyết định rời đi liền phát hiện có người tiến vào tòa cao ốc một người đàn ông một mình tiến vào tòa cao ốc ngồi bách tuệ ngoài việc kinh hãi nên nghĩ tới bên trong tòa nhà này đã bày mê trận cử cung bát quái còn có những con rối khác canh gác cho cô ta vì vây khốn người đàn ông này một đêm hẳn không vấn đề gì cô ta trèo từ cửa sổ tầng cao nhất ra quyết định đào tẩu lại phát hiện mấy đệ tử huyền môn nhanh chóng cùng tìm chỗ đứng ở phía trước đã bố trí xong bát môn kim tỏa trận hơn nữa trong bóng đêm cô ta nhìn thấy hai lão nhân đang đi vào phía tòa nhà đối diện một trong hai người đó đang ngồi xe lăn trong lòng ngô bách tuệ ngay lập tức trùng xuống cô biết trưởng môn tổ sư huyền môn đường tông bá đã tới đây hắn lại đích thân tới à đây chính là điều ngô bách tuệ không ngờ tới nhất nhiều người như vậy lại có thể trong tức khắc phá hỏng đường lui cô ta cô ta đừng hòng trốn thoát được trong mắt ngô bách tuệ xuất hiện sự tức giận cô ta không phải dạng phế vật gặp chuyện gì thì không biết phải làm sao phát hiện tình thế ở phía dưới cực kỳ bất lợi với cô ta lúc này cô ta trèo lại cửa sổ lách mình tiến vào ngồi khoanh chân trong gian phòng cao nhất cô ta thao túng tám con dối quyết định bắt sống gã đàn ông đã đi vào tòa cao ốc kia lấy hắn ta làm con tin đổi lấy sự an toàn và rời khỏi đây của mình nhưng ngô bách tuệ nhanh chóng phát hiện cô ta quá coi thường người đàn ông kia không biết người kia lai lịch thế nào mà có thể phá trận vô cùng lợi hại khi hắn đi vào cô ta ở tầng cao nhất đã liếc mắt nhìn qua Rõ ràng trông thấy trên người hắn Không cầm theo la bàn Nào ngờ hắn ta ở trong trận Lại có thể đi vào đúng chỗ hiểm như bình thường như vậy Hắn bước vào tòa cao ốc Nhưng khoảng chừng 10 phút đồng hồ Đã đi đến tầng 3 Ngô Bách Tuệ trở nên sợ hãi Vội vàng dùng thuật pháp Thao túng 8 người kia để ngăn cản hắn ta Lại không nghĩ rằng Chỉ vừa mới đối mặt thôi Mà đã bị giết rồi Hiện giờ trong lòng Ngô Bách Tuệ vẫn sợ hãi Có thể nói chuyện này là trực tiếp tiểu quỷ của cô ta liên tiếp rời khỏi chủ khi rời khỏi cô ta không cảm giác được tiểu quỷ bị xua đuổi như vậy chính là nói đối phương trực tiếp ra tay giết người những người thuộc kỳ môn giang hồ khi gặp người bị quỷ ám phản ứng bình thường đầu tiên chỉ dùng thuật pháp để xua đuổi như vậy có thể bảo vệ kẻ phị bám một cái mạng nhưng đối phương lại trực tiếp giết người xem mạng người là chuyện vặt vãnh dù cuộc kẻ này có la lịch thế nào đây Bản thân Ngô Bách Tuệ đang trong phòng tầng lầu trên cùng, không cách nào nhìn thấy tình hình phía dưới. Ngoài kinh hãi ra, cô ta cảm thấy cực kỳ may mắn, bản thân lúc trước đã tìm tám túc chủ tới. Hiện giờ mặc dù túc chủ bị giết, nhưng tốt xấu gì, tiểu quỷ của cô ta không bị tổn thương gì. Cô ta lập tức chiếu theo hướng tiểu quỷ vây quanh người đàn ông kia. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy có dương sát vô cùng lợi hại. Tiểu quỷ của cô ta trong khoảng thời gian ngắn trên một nửa. Lúc này Ngô Bách Tuệ cảm thấy không tốt, biết gặp phải cao thủ rồi. Cô ta bắt đầu đứng ngồi không yên, cảm thấy bản thân trốn ở trong phòng không được bao lâu nữa, cũng sẽ bị phát hiện ra. Người đàn ông này rất lợi hại, nếu như đối đầu trực diện, cô ta nhất định không phải đối thủ. Ngay khi cô ta đang nghĩ biện pháp, cô ta cảm giác trong tòa cao ốc có một người nữa vào. Sau khi người này xuất hiện, dường như kéo chậm lại tốc độ của người đàn ông kia người kia đã tới gần tầng cao nhất lại dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống tầng lầu ngô bách tuệ không biết chuyện này là sao nhưng cô ta thấy may mắn khi người kia xuất hiện cho cô ta cơ hội thở dốc cô ta điều khiển tiểu quỷ còn lại đi xuống lầu dưới quyết định ngăn cản được bao nhiêu hay bấy nhiêu bản thân cô ta sau khi tự suy xét liền mở cửa phòng tìm đường đi ra ngô bách tuệ cảm thấy tiểu quỷ của cô ta bị dương sát cực kỳ lợi hại kia cuốn lấy tình hình không ổn nhưng cô ta không biết rằng ngay khi cô ta đi từ trong phòng ra liền bị hạ thược phát hiện sư huynh cô ta ra rồi kìa hạ thược và từ thiên giận nhanh chóng đi theo hướng những bậc thang có thiên nhãn của hạ thược ở đây cửa cung bát quái trận chỉ là thùng rỗng kêu to không có bình chướng nhãn pháp sao có thể kéo chậm tốc độ hai người hai người nhanh chóng đi tới tầng tám Tòa cả ốc này chỉ cao 12 tầng Suốt dọc đường Những đệ tử bị huyền môn trục xuất kia Bị một đau mất mạng Tử trạng máu chảy thành màu đen Chẳng qua hạ thược Cũng chỉ lướt mắt một cái Nhìn lướt qua tạm thời không quản Ánh mắt cô chưa rời khỏi động tĩnh của ngô bách tuệ Sau khi thấy cô ta từ trong phòng đi ra Hạ thược quay sang nói với tử thiên giận Cô ta ở tầng chót đây chính là nơi làm phép Có cầm theo mấy thứ đồ nữa Cô ta còn ở tầng chót đây chính là nơi làm phép Lại còn cầm theo mấy thứ đồ Cô ta đang vẽ bùa trên tường Hẳn là muốn bày trận nữa Từ thiên giận khẽ gật đầu Nắm tay hạ thược Bước đi nhanh nhất Sau đó liếc mắt nhìn lên tầng 10 Mà ngô bách tuệ thực sự như chó cùng rất dậu Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Cô ta liên tiếp vẽ 12 đạo phù lên mặt tường Hình thành lực hút khổng lồ Hấp thụ càng nhiều âm sát chi khí xung quanh tới đây Hạ thược lập tức nhíu mày khốn tỉnh chi trận à? Ngô Bách Tuệ quả thực trong thời gian ngắn có thể tìm ra miệng khí của tòa cao ốc dùng bồi chú phủ kín lại hút hết âm sát khí xung quanh và tầng cao nhất vào bên trong khốn tỉnh chi trận Cô ta muốn dùng âm sát vây hạ thược và từ thiên giận vào trong trận này hay cho một kẻ kế cùng âm sát giết người Hạ thược cười lạnh một tiếng ánh mắt liếc nhìn cô gái đang thi triển pháp thuật ở cuối hành lang ngô bách tuệ từ xa nhìn đôi nam nữ bước trong khốn tinh chi trận thần sắc khẽ buông lỏng bền môi biểu lộ nụ cười vui vẻ vì đã thực hiện được ý đồ ánh mắt cảm thấy có chút nghi hoặc hai người này cô ta không nhận ra ban đầu ở huyền môn trong hàng ngũ các đệ tử cũng không có hai người này là ai nhở cô ta cảm thấy khó hiểu nhưng ngoài miệng cười nói <cười> tôi muốn khích lệ các người những kẻ có thể ép buộc được tôi đến mức này không nhiều lắm <laughs> nhưng các người bước vào trong trận của tôi không có cách nào rời khỏi được đâu. các người hẳn nên cảm ơn tôi vì tôi có thể thuận lợi rời đi mạng của các người mới giữ lại làm con tin cho tôi. nhưng để vì ngăn cản các người tạo thêm phiền phức cho tôi cũng không thể không ăn chút khổ cực được. Ngô Bách Tuệ cười chào phóng nói: người môn sử dụng trận lớn như vậy để bắt tôi <laughs> vậy có không phải phí công vô ích à? để tôi đưa hai người xuống dưới. Xem tổ sư trưởng môn có sắc mặt gì đây Ngô Bách Tuệ ra vẻ là kẻ thắng cuộc Khi đang nói chuyện rót thêm âm sát và khốn tỉnh chi trận Chờ hạ thược và tử thiên giận Chống đỡ không nổi sẽ ngã xuống đất Không nghĩ rằng Hai người đối diện không kinh sợ chút nào Thiếu nữ kia áp chế bàn tay người đàn ông Khóe miệng khẽ nhách Bộ dạng cô nhìn trong bóng đêm không rõ Nhưng giọng nói Chưa ý cười Từ từ chậm rãi Khi phách tản mạn tao nhã tôi cũng muốn khích lệ cô trong thời gian ngắn mà có thể bố trí khốn tỉnh chi trận có thể thấy là một nhân tài đáng tiếc giọng nói thiếu nữ kéo dài giống như bàn luận về vấn đề thời tiết bình thường nhưng khiến ánh mắt ngô bách tuệ thay đổi đáng tiếc à thiếu nữ khẽ cười ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng tiếc mặc dù có thể là tốt nhưng mắt phải không nhìn được dùng âm sát Cô cũng không nhìn xem ai là tổ tông Ngô Bách Tuệ lập tức biến sắc Chưa kịp phản ứng lời này là thật hay giả Hay do mạnh miệng Cô ta thấy lòng bàn tay hạ thược cuồn cuộn Trên tay có thêm một thanh chủy thủ Chờ đợi Ngô Bách Tuệ kịp nhìn rõ chủy thủ trong tay thiếu nữ Thình lình ra khỏi vỏ Một tiếng con vang lên Chỉ là một cây chủy thủ thôi Nhưng không hiểu sao có tiếng con của bảo kiếm rút ra khỏi vỏ Trong tòa nhà tối om Lấy lên làn ánh sáng tuyết, sáng rực khiến Ngô Bách Tuệ nhíu mày. Cô ta vừa muốn nhìn rõ chủy thủ gì, thì thanh chủy thủ sáng như tuyết đã không thấy đâu nữa. Trong tòa lầu quay trở về tối mực như cũ, có thể cảm giác có sát khí. Dòng sát khí hung lệ, giống như có vô số oan hồn bên trong thân đao nhảy ra. Làn âm sắc đậm đặc bao vây lấy quanh thiếu nữ. Âm sát trong khốn tình chi trận có vẻ như mỏng manh hơn rất nhiều so với thứ âm sát này. Mỏng manh như làn xương, hơn nữa bị thân đao thông phệ với tốc độ cực nhanh ánh mắt của ngô bách tuệ kinh hãi liếc một cái sang người đàn ông đứng bên cạnh thiếu nữ ánh mắt một lần nữa chừng lớn trên cánh tay phải của người đàn ông kia không hiểu sao có một dòng ám khí đen đậm mà ám khí này xuất hiện từ nơi nào nhìn không rõ lắm lấy ra từ bao giờ ngô bách tuệ không biết cô ta cảm thấy trên người đàn ông này ngập tràn sát khí lạnh lẽo một cách dị thường nhưng lại thâm trầm kín đáo giống như một sát thủ trong đêm tối đang lẳng lặng chờ đợi chỉ khi ở khoảnh khắc lấy tính mạng người khác mới biểu hiện ra sự sắc bén của mình quanh người hắn có làn khí đen đặc che chắn quả thực so sánh âm sát của khốn tình chi trận với âm sát vây quanh hai người này khác xa một trời một vực trái tim ngô bách tuệ hoảng sợ lùi mấy bước trong mắt còn đâu tia sáng khi vừa thực hiện kế hoạch khi nãy nữa cô ta đã sớm dùng ánh mắt như khi nhìn quái vật mà nhìn hạ thượng và từ thiên giận rồi. Trong tay người đàn ông kia là cái gì, cô ta biết rõ, nhưng thanh thủy thủ trong tay cô gái kia là pháp khí công kích mà cô ta từng nghe nói mà chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Pháp khí công kích là những thứ mà kỳ môn giang hồ không ai từng muốn có một món kia chứ, chỉ có thể dựa vào duyên cơ. Có người cả đời chưa từng nhìn thấy pháp khí công kích như thế nào, vậy mà trong tay cô gái đó đang cầm loại chỉ thủ gì vậy tại sao có thể hung lễ như vậy ngô bách tuệ kinh hãi âm sát bên trong khốn tỉnh chi trận đã bị chủ thủ long lân thông phá không sót lại chút gì dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi ngô bách tuệ thối lui đến trước cửa sổ cuối hành lang mặc gió mưa bên ngoài đánh lên lưng mình hai tay cô ta càng không ngừng chỉ quyết hỗ động trận pháp muốn tái tụ lại một chút âm sát ngăn cản bước chân hạ thược và từ thiên giận ngay lúc đó, Từ Thiên Giận bỗng nhiên ra tay. Âm sát trước người hắn vừa thu lại, ngón tay vẽ trên không trung vài cái, màu vàng của nguyên dương chi khí nho nhỏ ở trong tòa nhà tối đen lại sáng một cách dị thường, khi trái tim Ngô Bách Tuệ trở nên cuồng loạn. Chế phù hư không à? Làm sao có thể? Tù vì người đàn ông này thế nào vậy chứ? Mà ngay lúc đang suy nghĩ, chỉ thấy đạo phù kia bị Từ Thiên Giận dùng một trường đánh lên tường, chính là phía bức vẽ ở trên tường của ngô bách tuệ kia một tiếng ầm vang lên phủ văn trên tường hóa thành hư không mảnh phù chú vẽ trong hư không khắc lên tường thành hố lõm thực sâu thần xác ngô bách tuệ hoảng hốt há mồm liên tiếp mười hai đạo phù đỉnh khắc lên tường khốn tỉnh chi bị phá hoàn toàn triệt để ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn qua ánh mắt của ngô bách tuệ trợn ngược nhìn đăm đăm phía cửa sổ liên tiếp mười hai đạo chế phù hư không à Chớ nói trong hàng ngũ đệ tử huyền môn hiện giờ, ngoại trừ trưởng lão, còn không chắc có người có thể chế phù hư không. Mà nếu như có, thì một hai đạo cũng đã đủ tiêu hao nguyên khí. Vậy mà có người có thể chế liên tục 12 đạo à? Người đàn ông này trước đó đã lượn vòng quanh trong tòa nhà này hơn một giờ đồng hồ, phá trận, đối phó tiểu quỷ, chắc chắn tiêu hao không ít. Tại sao vẫn có thể lợi hại như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? trái tim ngô bách tuệ kinh hãi cũng không có nhiều thời gian tự hỏi khốn tình chi trận bị người khác không tốn chút công sức nào phá tan cô ta cuối cùng không có cái gì để dựa vào các cái hành lang ngô bách tuệ hiểu rõ cô ta không phải đối thủ của người đàn ông kia ánh mắt cô ta nhìn thoáng qua cửa sổ sau lưng độ cao của 12 hai tầng lầu cho dù thân thủ tốt thì với độ cao này nếu như trượt chân cũng trở thành trí mạng huồng chi bên dưới tòa nhà đã bố trí bát môn kim tỏa trận. Ngô Bạch Tuệ nhắm mắt, nếu không có đường lui nữa rồi. Còn ở lại đây nhất định bị người khác bắt, nếu xuống dưới, cố gắng thì có thể phá trận chạy ra tìm đường sống. Nơi đáy mắt chợt lóe một cái, Ngô Bạch Tuệ không do dự, ngửa người phía sau, lúc này muốn lật người nhảy xuống. Như khi ánh mắt cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, không phát hiện khóe miệng thiếu nữ đứng bên cạnh người đàn ông, nhếch môi cười, Cô khi nãy đứng nhìn người đàn ông ra tay phá trận, nhàn nhã đứng một bên hóng mát, giống như đang xem kịch. Để khi trông thấy ý đồ bí quá hóa liều của Ngô Bách Tuệ thì mới cười thành tiếng. Bên ngoài trời mưa, ta không muốn nhìn ra ngoài dính mưa. Đại Hoàng, đi ngoạm người về đây. Đại Hoàng à? Khi Ngô Bách Tuệ nghe câu nói buồn cười này thì hơn nửa người đã ở bên ngoài cửa sổ. Chỉ trong chớp mắt, ở ngay ngưỡng cửa sổ Cô ta vô thức liếc nhìn hạ thược ở sau lưng Cô ta mang chó lên đây ư Tại sao vừa rồi không phát hiện ra Ý nghĩ này bỗng nhiên xảy qua trong đầu cô ta Đến chính bản thân cô ta cảm thấy buồn cười Cô ta không phải tội phạm bị tình nghi Đối phương cũng không phải cảnh sát Đến tòa cao ốc này Để với bắt phong thủy sư Mang chó làm gì chứ Những suy nghĩ này chỉ trượt lóe trong nháy mắt Thân thể ngô bách tuệ Rất nhanh rơi xuống Cả người cô ta lật lại ra ngoài cửa sổ mượn lực trên không cuộn lại giơ tay bắt được một cột của chấn song bên ngoài cửa sổ tòa nhà chân chống lên vách tường muốn dẫm lên mặt tường lồi lõm giống như leo núi mà trèo xuống dưới nhưng tay cô ta mới túm được cột sắt cảm thấy mây đen che trời mơ hồ đè ép xuống ngô bách tuệ kinh hãi vô thức ngẩng đầu một đôi mắt đẹp lập tức trợn trừng nhìn lên chằm chằm trước cửa sổ đang có thứ gì đó vảy màu vàng kim chạm vào vật kia vô cùng lớn cửa sổ quá nhỏ để nó đi qua nó chen ở đó thò ra dài đến hơn nửa thước quanh thân dài đặc âm sát chi khí tuy luồng âm sát chi khí đó nồng đậm nhưng vẫn không che hết được làn vảy màu sáng vàng trong đêm tối tăm này mang mùi vị tanh độc giống như rắn nhưng không thể xác định được bởi vì vật kia không có đầu đầu đâu ngô bách tuệ trao ngược ngoài song sắt bên vách tường kinh ngãi trước cảnh tượng trước mắt cũng quên mất bản thân trong hoàn cảnh nguy hiểm cô ta chỉ nhìn chằm chằm thân con mãng xà thô to đang dò xét cửa sổ kia đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nứt gãy trên thân nó như là một đao chém kia thực sự không bắt đầu à ngay khi ngô bách tuệ xác định được điều này ngửi thấy mùi tanh độc ngày càng nồng nặc mùi này dường như phát ra từ bên cạnh cô ta mà gương mặt cô ta đã ướt nước lúc này mới cảm thấy lạnh như băng ngô bách tuệ dùng mình cả cơ thể trong phút chốc cứng đờ cổ cũng cứng ngắc lại cô ta không dám quay đầu chỉ chuyển ánh mắt nhìn phía bên cạnh mặt mình ánh mắt cô ta xoay sang chỗ khác đối diện với cái đầu được đoàn khí âm sát màu đen bao phủ chỉ để lộ đôi con người màu vàng óng con mắt vàng óng trong đêm tối có màu sắc vô cùng xinh đẹp thế nhưng lúc này chỉ khiến người ta cảm thấy một vẻ đẹp của cái chết ngô bách tuệ bị dọa ngay đơ chưa bao giờ phải thất thố kêu lên vì sợ hãi như vậy hai con người cô ta trợn ngược lên sợ hãi trong mắt ngày càng tràn lan toàn thân run rẩy bàn tay cầm thanh sắt buông lỏng cả người rơi từ trên tầng cao nhất xuống đầu mãng xà một cái đầu mãng xà màu vàng kim khổng lồ lơ lửng giữa không trung đầu và thân thể con mãng xà vàng kim kia lại chia lừa một cách quỷ dị. trông thấy cô ta rơi xuống, cái đầu vội vàng nhanh chóng nhào tới cô ta. tốc độ cái đầu mãng xà nhanh hơn so với tốc độ rơi của cô ta. rõ ràng là cái đầu khổng lồ nhưng giống như đám mây, không hề nặng nề chút nào. chỉ trong giây lát đã bay tới một bên bả vai của cô ta. Ngô Bách Tuệ hoảng sợ chuyển ánh nhìn lại đối diện với cái đầu lưỡi đang thè ra. Lúc này đôi mắt mãng xà lạnh như băng màu vàng đang nhìn cô ta chầm chầm lè cái lưỡi ra miệng hơi mở nhìn có vẻ như đang dùng vẻ mặt dễ cợt của một con người. Ngô Bách Tuệ ngửi thấy cái mùi tanh độc kia cũng từ trong cái miệng đang mở của con mãng xà màu vàng. Hơn nữa còn trông thấy cái răng lớn hình móc câu. Không có một người phụ nữ nào thích gặp cảnh tượng như vậy cho dù là người phụ nữ lợi hại cũng không thích con mãng xà lớn há miệng với mình bộ dạng ra vẻ như muốn nuốt sống cô ta. Ngô Bách Tuệ một lần nữa hoảng sợ hét lên. Lúc này đây, giọng nói thiếu chút nữa thay đổi bởi tiếng hét rách nát cổ họng. Đám đệ tử huyền môn bài trận ở dưới, sớm phát hiện động tĩnh bên trên. Những người liên quan ngửa đầu, trong thế màn này cũng không khỏi biểu lộ về mặt đồng tình. Có đâm linh phù mà sư thúc tổ sử dụng, lúc trước ngay cả dư cửu trí cũng ngay lập tức bị mất một cánh tay. Người đàn bà này nếu như bị cắn một cái chỉ e chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã không còn sức rồi nhưng con kim mãng xà cũng không cắn cô ta chính xác mà nói là có cắn nhưng không làm người khác bị thương ngô bách tuệ chỉ nhìn thấy con kim mãng há to mồm để lộ cái răng móc câu khổng lồ sau đó mạnh mẽ cắn tới cô ta nhịp đập trái tim ngô bách tuệ ngay lập tức dừng lại sau khi thét chói tai rồi trợn trắng mắt ngất đi sau khi kim mãng cắn một cái hàm răng móc vào áo cô ta ngậm cô ta nhẹ nhàng bay lên đưa về tầng cao nhất đám đệ tử bài trận ở dưới thấy cả kim mãng xà cũng đã ra tay biết rõ ngô bách tuệ không thể nào chạy thoát vì vậy lúc này thả lỏng thở phào một cái đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng loại việc đêm mưa bài trận này giống như đi bài trận trong nhà cho khách hàng xem phong thủy những viễn cảnh vừa rồi khiến người khác cảm giác giống như cao thủ sang hồ giao đấu khỏi phải bàn có bao nhiêu kích thích ôn diệp ngửa đầu nhìn kim mãng ngậm người bay lên đi vào cửa sổ tầng cao nhất lại hứa một tiếng stop lại bị cô ấy đoạt mất công rồi ngô thục bên cạnh nghe vậy liền cười vỗ cái mũi nhỏ màu đen của ôn diệp <laughs> đã câu lao gì không lớn mà cũng không nhỏ đó là sư thúc tổ đấy sư thúc tổ thì làm sao người là chúng ta bày trận tìm được cũng do chúng ta bày trận vây bắt cô ấy thì oách rồi mang theo mãng xà đi vào dạo một vòng lên bắt lại được người ta hại chúng ta đứng ở ngoài chịu mưa cả đêm ôn diệp đẩy tay ngô thục ra chỉnh cái mũ nghiêng đầu dùng giọng điệu khó chịu nói ngô thục híp mắt cười. cười đúng vậy nhưng nếu sư thúc tổ không bắt được người cậu đại khái sẽ nói stop mang theo mãng xà lên mà còn không bắt được người thật vô dụng đúng không cô học giọng điệu bắt trước lời nói ác độc như ôn diệp các đệ tử xung quanh bật thành tiếng cười bạn trai nào đó bị mọi người dễu cợt liền xoay cái đầu một cái lại rước lấy những tràng cười lớn hơn giữa tòa cao ốc là tiếng cười của các đệ tử trên mái nhà lúc này truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết âm thanh nghe khó nghe quá còn đáng sợ hơn gấp mấy lần so với tạp âm ngô bách tuệ mơ màng tỉnh lại liếc nhìn tình cảnh trên hành lang chỉ thiếu chút nữa sẽ bất tỉnh vì kinh sợ trên hành lang cô ta rốt cuộc nhìn thấy rõ chân thân của con kim mãng xà trên thân thể mãng xà khổng lồ Dường như lấp kín cả cái hành lang Bộ dạng lúc này của nó giống như đang nổi giận Xông lên thiếu nữ đang đứng nhàn nhã kia Tuy thiếu nữ nhướng mày thản nhiên cười Xem ra giống như đang nói chuyện phiếm với mãng xà Nếu không phải loài chó Nhưng mà người khác cũng rất chuyên nghiệp đấy Kim mãng xà nghe vậy Lập tức gào khóc thảm thiết Nghe như đang kháng nghỉ Thiếu nữ ngửa đầu Những cái đầu đang nghe chiếc răng khổng lồ Khẽ cười một tiếng Người là mãng xà Sợ gặp mưa cái gì chứ Có mắt vàng óng nhìn chằm chằm thiếu nữ Quỷ gào khóc lè cái lưỡi dài ra Giống như chiếc roi Dường như muốn vung lên quất chết cô Thiếu nữ kia có không biết thù liễm lại Giữa hai đầu lông mày Chữ ý cười vui vẻ thản nhiên nói Chó cũng không sợ gặp mưa đâu Cô vừa nói Vừa lén liếc nhìn kim mãng Cười đùa nói Hơn nữa mãng xà già ngươi So sánh bản thân mình với chó làm cái gì chứ Kim mãng lập tức gào khóc lớn tiếng như quỷ đòi mạng. Trong hành lang có kỉnh đánh tới đánh lui. Nhưng giọng của nó lần này thực sự quá lớn, không thể nghe lọt tai được. Nói chung, thiếu nữ kia cũng ngại nó nháo, bèn rút từ bên hông, lấy ra chiếc tháp kim ngọc linh lung, thu mãng xà vào bên trong. Ngô Bách Tuệ nhìn chằm chằm cái tháp kim ngọc lung linh kia, ánh mắt ngay lập tức biến đổi. Vì biết đó là pháp khí, cho nên ánh mắt của cô ta càng kinh hãi hơn nhìn về phía thiếu nữ đứng trước mặt này. Tiếng khóc như quỷ gào kia của con kim mãng này, cô ta hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng thiếu nữ này lại có thể nói chuyện phiếm với nó như bình thường. Hiển nhiên cô gái ấy có thể nghe hiểu được. Có mã xà này là phù sứ của cô ấy à? Đây chính là phù sứ âm linh. Những vật có trí tuệ trên đời này khó tìm thế nào? Sao cô gái kia có thể lấy được? Hơn nữa, những vật có năng lực khai hóa, mãng xà này mang âm sát mạnh như vậy, làm thế nào lại nguyện ý bị một thiếu nữ nhỏ tuổi như thế sử dụng được? Thiếu nữ này trong tay đã có chuôi hung đao, khiến người khác phải sợ hãi không nói. Vậy mà còn có tòa tháp kim ngọc linh lung, có thể sai khiến âm linh phủ xứ. Huyền môn từ bao giờ có nhân vật số một như vậy chứ? Cô ta là người gì vậy? ngô bách tuệ ngồi sững sờ trên mặt đất Người đầu nhìn hạ thược trong lòng không biết tại sao bắt đầu có loại cảm giác không rõ ràng sau khi hạ thược thu đại hoàng vào rồi liền đi tới phía ngô bách tuệ tuy kim hãng không làm cô ta bị thương nhưng cô ta tiếp xúc với âm sát gần như vậy khó tránh khỏi đã nhiễm một lượng vào cơ thể lúc này tay chân hẳn đang lạnh như băng hàn đã không thể cử động được nữa rồi ngô bách tuệ quả thật không hề cử động cô ta chỉ hít mắt cảnh giác như chằm chằm hạ thược trong khoảng cách gần đến lúc này cô ta nhìn ra thiếu nữ trước mặt mà kéo lông màu đen rộng thùng thình gắn trên người là da trắng nõn nụ cười thì như hoa tươi người đàn ông đứng bên cạnh đường nét ngũ quan sắc bén lạnh lùng nửa thân trên cởi trần đang bế khí trong tòa nhà cô độc lạnh lùng phảng phất giống như vương giả của thế giới hắc ám Ngô Bách Tuệ cả kinh Ngay cả lúc này Thiếu nữ vui vẻ yên tĩnh trước mặt đã lên tiếng Cô hẳn nên cảm ơn sư phụ tôi Lão nhân ra người vì muốn hỏi cô chút chuyện Nên tôi mới có thể giữ lại một mạng cho cô Lời này nghe có chút quen tai Dường như có vài phần tương tự với những lời đắc ý Mà khi nãy Ngô Bách Tuệ đã nói Nhưng cô ta hiện giờ không có tâm trạng đi so đo những thứ này Đôi mắt đẹp cô ta chừng lớn Nhìn chằm chằm hạ thược trước mặt Người có tư cách nói chuyện cô ta ở trong huyền môn, ngoại trừ trưởng môn tổ sư thì chính là trưởng lão. Hiện giờ các trưởng lão trong môn phái, ngoại trừ Trương lão lãnh lão đã không quản gì ra, hơn nữa hiện giờ cũng không ở Hồng Kông, mà đệ tử duy nhất của Trương lão, cô ta đều có ấn tượng, trong đó cũng không có một người nào như thế này cả. Vậy thì người muốn gặp cô ta là trưởng môn tổ sư à? Vậy thì thiếu nữ trước mặt này là làm sao có thể mặt của cô ta ngô bách tuệ chưa hiểu rõ ràng mọi việc hạ thượng ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn cô ta <laughs> nhưng vì không để cô gây thêm rắc rối gì không thể không cho cô ăn chút đau khổ được có mắt cô ta cũng không lạnh thậm chí lời nói cũng bình thường như đang nói chuyện phiếm nhưng ngô bách tuệ chỉ cảm thấy cổ tay gần chân vô cùng đau đớn chỉ trong nháy mắt cơn mưa to bên ngoài cửa sổ bay loạn vào cô gái ngồi dựa lên tường sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn ngô bách tuệ đau đến mức mặt méo cả lại cô ta vô thức nhìn mắt nhìn cổ tay hoàn hảo không bị bất cứ vết thương gì như nơi gân mạch ở cổ tay thấp thoáng một tuyến màu xanh nhìn qua giống như bị trúng độc nhưng trên thực tế là âm sát đi vào gân mạch không cần nhìn nữa cô ta cũng biết hai chân mình lúc này như thế nào lòng lân trong tay hạ thược chỉ một đường nhỏ như sợi chỉ nhưng chỉ ngần ấy âm sát cô khiến tay chân ngô bách tuệ tạm thời bị phế không thể dùng được nếu cô không muốn chân tay nửa đời sau không dùng được nữa thì anh ngoan ngoãn phối hợp đi biết gì nói nấy hạ thược cất long lân đi không thèm để ý ánh mắt oán độc phẫn hận của ngô bách tuệ cô nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng người chạy liền quay đầu nhìn phía hành lang xa xa quả nhiên một lát sau thấy đám đệ tử chạy tới dọc theo đường đi lên tầng lầu cao nhất Hạ Thược và Từ Thiên Dẫn đã tìm được cánh cửa của cửu cung bác quái trận nên đã tiện tay xóa bỏ nó đi rồi. Bởi vậy mà các sư đệ mới có thể đến được nhanh như vậy. Sư Thúc Tổ, Sư Thúc Tổ. Hai chị em Ngô Thục, Ngô Khả dẫn theo ba người khác đi lên, nhìn Ngô Bách Tuệ đang bị chế ngự trên mặt đất. Ngô Sư Thúc, quả nhiên là người. Các đệ tử lúc này nhận ra Ngô Bách Tuệ. Hạ Thược nói, tại đúng lúc lắm, Dẫn cô ta xuống dưới Đưa tới trước mặt trưởng môn sư tổ đi Dạ Trong đám người có một người tên Chu Tề Ban đầu đã bị hạ thược chỉ là ở trong lão thủy đường Hắn cùng với vài người còn lại tiến lên phía trước Một trái một phải Đỡ ngô bách tuệ dậy đi xuống dưới Hạ thược ở đằng sau hỏi mấy người còn lại Khi mấy người lên đây Có ai mang theo cái ô nào không năm người còn lại sừng sốt quay đầu Lúc này nhìn thấy rõ hạ thược có chút ngượng ngùng Đứng ở đằng sau không nhúc nhích Trước đó mọi người luôn chú ý đến Ngô Bách Tuệ, lúc này phát hiện cách ăn mặc của cô có phần quái dị, che người choàng kéo lông rộng thùng thình, cổ áo sâu chữ V. Cô lấy tay che lại, nhưng không thể che được cần cổ trắng nõn và những đường cong xinh đẹp. Bà đệ tử nam lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng, ba người run lên, họ ho một tiếng rồi quay đầu đi nơi khác. Từ Thiên giận tiến lên phía trước, che chắn cho Hạ Thược ở phía sau, hoàn toàn che đi tầm mắt mọi người. Hai chị em ngô thục ngô khả, tức khắc cúi đầu, gò má ửng hồng. Hai chị em chạy trốn nhanh hơn so với tốc độ của thỏ. Có 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 có, để bọn tôi xuống dưới cầm lên. Sau khi ngô thục ngô khả chạy xuống, ba người chu tề vội vàng đưa ngô bách tuệ xuống lầu. Ai cũng không dám quay đầu liếc mắt nhìn. Để khi thấy không ai nữa, hạ thược mới véo lòng bàn tay tử thiên giận, nhìn chăm chăm hắn mỉm cười. Hai người đi xuống lầu, các đệ tử đang nâng thi thể của đám đệ tử đã bị trục xuất kia ra ngoài đều cùng nâng tới trước mặt đường tông bá và trương trung tiên đang chờ trong tòa đối diện ngô thục đưa cái ô tới mỉm cười nói mình phải đi giúp mọi người sau đó cô ấy chạy đi trước hạ thường nhặt được áo khoác ngoài cùng với đồng phục của mình trên mặt đất kín đáo đưa cho tử thiên giận bản thân mình thì cầm cái ô Dơ lên qua đỉnh đầu hắn đi chúng ta đi tới chỗ sư phụ tử thiên giận dơ tay mua cầm cái ô Hạ Thược ngay lập tức ngước mắt chừng nhìn hắn. Khi thấy hắn đang kinh ngạc chừng mắt lại, cô dứt khoát, khoác lên cánh tay hắn, che ô cho Từ Thiên Giận bước ra khỏi tòa nhà. Sau khi hai người đi đến tòa đối diện, các đệ tử đang nâng tất cả mọi người tới đây. Trên mặt đất được xếp 8 cỗ thi thể, động mạch ở cổ họ, toàn bộ đều đã bị chết bởi một nhát dao chí mạng. Nhưng những người này sau khi chết, sắc mặt xanh mét, chảy ra máu màu đen. Rõ ràng, thấy có liên quan đến Thanh Kỳ. Đường Tông Bác ngồi trên xe lăn, nâng mắt nhìn hết thảy những đệ tử này. Nhìn lão nhân gia lúc này giống như già thêm 10 tuổi. Hạ Thược đi xuống ngồi bên cạnh lão nhân gia, vỗ mu bàn tay hắn nói. Sư phụ à, chớ tự tranh mình chứ, con đường này chính là do bọn họ lựa chọn. Những đệ tử bị trục xuất khỏi môn phái tất nhiên không có được địa vị siêu nhiên như trước chẳng qua bọn họ đã ở trong con đường phong thủy nhiều năm mỗi người tích góp không ít tuy không thể tiếp tục làm phong thủy sư nhưng nếu họ dùng số tiền tích góp được để buôn bán thì chưa hẳn tương lai sẽ không sán lạn theo cách khác chỉ tiếc là có lẽ đã quen được người ta đối đãi như đại sư nhiều năm bọn họ đã quen với cuộc sống thượng lưu không phải lo nghĩ quen với những thương nhân luôn phải khách khí tôn quý mình trong khoảnh khắc không thể chấp nhận một cuộc sống khác cho nên mới hợp tác với ngô bách tuệ gây ra sóng gió cho chính bản thân mình. Khi bị trục xuất ngày đó, chính bọn họ đã tự mình lựa chọn, cuộc sống sau khi bị trục xuất cũng là bọn họ chọn lựa, nói cho cùng vẫn thua ở hai chữ dục vọng. Thế gian này, ai mà không ham muốn, chẳng qua chỉ phải xem nên đi như thế nào mà thôi. Đường Tông Bá thở dài, vỗ tay của Hạ Thược, để cho cô không cần phải lo lắng nữa. Hắn ngần này tuổi, trên đời có sóng gió gì, bấp bênh gì chưa trải qua đâu. Thầy trò hai người nhìn nhau cười Ngô Bách Tuệ trông thế màn này Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thược Quả nhiên là cô ta Không ngờ Ngô Bách Tuệ lại thua trên tay Hạ Thược Cảm nhận trên ánh mắt oán độc của Ngô Bách Tuệ Đường Tông Bá ngước mắt nhìn cô ta Cô chính là đệ tử thứ ba Của Dư Cửu Trí Ngô Bách Tuệ nghe vậy hư một tiếng Ánh mắt liếc qua hai chân đã phế Của đường Tông Bá Giọng điệu lộ vẻ trào phúng <laughs> Trưởng môn tổ sư ở trong lòng đất bao nhiêu năm như vậy, nếu cả đệ tử của môn phái mình cũng không nhận ra, có có thể tự dưng là trưởng môn à? Các đệ tử nghe xong lời này cô ta thì lập tức nhíu mày, ai cũng nghe ra được Ngô Bách Tuệ đang châm chọc đường tông bá, mấy năm nay không trở lại, người và vật cũ trong môn phái sớm không còn, rất nhiều đệ tử so với khi hắn đi đã không như trước nữa, hắn thậm chí ngay cả tên mặt của một số đệ tử cũng chưa từng thấy qua, vậy mà dám xưng trưởng môn à? hạ thược đứng bên cạnh đường tông bá cười một tiếng gật đầu sư phụ tôi có không ngại xưng trưởng môn sư phụ cô thì biết ngại đấy chuyện dư cửu trí một lòng ngấp nghé trước vị trưởng môn đám đệ tử huyền môn đều biết rất rõ hạ thược đây là đang châm chọc chuyện xấu của dư cửu trí những năm gần đây hắn luôn tự cho bản thân là trưởng môn sắc mặt ngô bách tuệ lập tức khó coi vài phần trường trung tiền thì càng giận dữ thái độ của cô thế nào thế hả tại sao trưởng môn tổ sư lại ở trong lòng đất bao nhiêu năm chẳng nhẽ cô không biết à <laughs> tôi chỉ biết được thắng làm vua thua làm giặc ban đầu là do trưởng môn tổ sư không đích thân kiểm tra bị người khác ám toán thì trách được ai sư phụ tôi giết người đều không giết chết để lại hậu hoạn tới báo thù cũng không thể trách người khác thắng làm vua thua làm giặc mà thôi ngô bách tuệ hơi ngửa đầu biểu tình ra vẻ coi thường cái chết Hiện giờ tôi đã rơi vào tay các người Ta nghệ cũng chẳng bằng ai Muốn chém, muốn giết chóc gì Tùy các người Thắng làm vua Thua làm giặc Được thôi Không hổ là đệ tử của dư cửu trí Đã dạy dỗ ra Đường tông bá nhìn ngô bách tuệ một lần nữa Ngửa đầu nở nụ cười the lương Sau khi ngưng cười Hắn bỗng nhiên vỗ lên tay vịn ghế Âm trầm quát một tiếng chỉ là một con nhóc mới đi lại trên giang hồ mấy ngày mà cũng xứng nói đến câu thắng làm vua thua làm giặc à tự cổ minh đạo đã nói đạo hữu đạo nghĩa việc tranh chấp lợi ích vạch đường mà đi nguyện ý thua cuộc thành làm vua thua làm giặc lén dùng ám chiêu cũng xứng nói câu này à chỉ là hạng tiểu nhân thôi đường tông bá không dễ dàng tức giận ban đầu khi ở phong thủy đường trục xuất đệ tử ra khỏi môn phái bộ dạng tức giận của hắn đến nay vẫn còn như một ký ức mới mẻ trong lòng đệ tử tối nay một lần nữa tức giận nội kinh bức giọng nói bên trong cứng cáp hùng hậu chấn động khiến lòng người đều run rẩy ngô bách tuệ trừng mắt mở lớn lúc này dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lão nhân hai chân đã tàn phế đường tông bá như ngô bách tuệ đang bị mấy đệ tử đè quỳ trên mặt đất hai mắt sáng như hai ngọn đuốc Ánh mắt uy nghiêm Không muốn nói với cô ta đạo lý gì lớn Nếu cô thực sự cho là chúng tôi thắng làm vua thua làm giặc Vậy thì hãy lấy ra chút khí tiết của thắng làm vua thua làm giặc đi Ta hỏi Cô đáp Biết thì nói Kể lại chi tiết Vậy thì ta giữ cho cô một mạng Ngô Bách Tuệ ngẩng đầu Nhìn đường Tông Bá Đường Tông Bá không cho cô ta cơ hội biện bạch Lúc này lập tức hỏi Tôi hỏi cô Cô đi Mỹ từ khi nào ngô bách tuệ híp mắt nhìn chằm chằm đường tông bá không đáp lời đường tông bá uy nghiêm nhìn cô ta câu hỏi này khó trả lời sao ba năm trước đây dòng điệu của ngô bách tuệ không hẳn là tốt đáp lời ba năm trước đây à đường tông bá trầm ngâm trương trưởng lão tám năm trước bị đuổi khỏi phong thủy đường cô khi đó còn đang ở hồng kông vậy tôi hỏi cô trong môn phái từng ném đi ba nữ đệ tử cô có biết không ngô bách tuệ ban đầu cho rằng đường tông bá sẽ hỏi cô ta khi ấy có giúp dư cửu trí hãm hại đồng môn không không ngờ lại hỏi cô ta chuyện nữ đệ tử mất tích chuyện này khiến cô ta trở tay không kịp ánh mắt lập tức thay đổi mặc dù ánh sáng trong tòa nhà rất mờ thần sắc cô ta có sự biến hóa lại không thể tránh được người có nhãn lực tu vi cao thâm của đường tông bá và hạ thược không cần cô ta trả lời đáp án đã sáng rõ cô ta biết hạ thược quay đầu nhìn phía sư phụ đường tông bá không đợi ngô bách tuệ trả lời thì liền hỏi tiếp ba nữ đệ tử này nghe nói bị đưa tới thái sư phụ cô đưa mấy người đó sang cho dáng sư đầu để làm gì các cô ấy còn sống hay là đã chết tôi không biết nữa ngô bách tuệ rũ mắt xuống trong mắt có tia sáng trượt lóe hay cho một câu không biết đường tông bá tức giận nhìn phía ngô bách tuệ sư phụ cô đã chết rồi còn thay hắn giấu giếm sự việc này làm gì Các cô ấy là đồng môn của cô Ta chỉ hỏi một câu sống hay chết Để đưa các cô ấy về quê cũ Nói ra những điều cô biết khó như vậy ư ừ. Tôi nói tôi không biết Trưởng môn tổ sư không tin ư Ngô Bách Tuệ nhìn đường tông bá Ánh mắt trào phúng Đây chính là lời trưởng môn tổ sư nói Bảo tôi biết gì thì nói nấy Hiện giờ tôi nói tôi không biết Ông lại không tin à À Quả nhiên tư thái của người thắng trắng đen thế nào đều do người nói tính trường trục tiền giận dữ <laughs> thái độ gì vậy cô thực sự không biết à cô cho làm mắt những người ở đây mù hết dữ hạ thượng nhíu mày hiếm khi cũng cảm thấy tức giận cô có thể hiểu sự phẫn hận của ngô bách tuệ vì cái chết của dư cửu trí nên thanh danh cô ta ở mỹ bị ảnh hưởng cô cũng hiểu nỗi băn khoăn của ngô bách tuệ những sự việc này nếu cô ta không biết thì may nếu cô ta biết thì đến 89% có tham dự. Dư cửu trí là con người cẩn thận như vậy, để ngay cả đại đệ tử giúp hắn nhiều chuyện như thế mà cũng không biết tất cả bí mật. Vậy mà Ngô Bách Tuệ biết chuyện này. Nói như vậy, nhất định cô ta có khả năng nào đó có thể giúp dư cửu trí. Cho nên dư cửu trí mới bảo cô ta làm chuyện này. Cô ta không nói vì sợ tội trạng quá nặng. Ám hại đồng môn ở huyền môn chính là tội chết. Những điều này nếu đổi lại là tự suy xét hạ thược có thể hiểu nhưng cô không chấp nhận thái độ ngô bách tuệ đối với sư phụ tất cả những chuyện này sai ở dư cửu trí dư cửu trí và đệ tử quán có tư cách gì đến trách ngược lại những người bị bọn chúng hại chứ hạ thược cười lạnh một tiếng nhìn phía ngô bách tuệ <laughs> nói chuyện với cô đàng hoàng mà cô cố tình nghe không hiểu vậy để tôi bày ra tư thái người thắng cùng với cô nhé đường tông bá khi nói chuyện luôn nhất ngôn cửu đỉnh Hắn từng nói sẽ thả cho Ngô Bách Tuệ con đường sống, bất kể trước kia cô ta từng tham gia chuyện ám hại đồng môn hay không, hắn sẽ không lấy mạng của cô. Nhưng điều ấy Hạ Thược cũng lười giải thích với Ngô Bách Tuệ, nếu tối nay đã lãng phí quá nhiều thời gian vì cô ta. Cô chậm rãi hướng về phía Ngô Bách Tuệ. Trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, các đại tử nhìn chăm chăm Hạ Thược, đường tông bá cũng không ngăn cản cô. Hạ Thược đi về phía Ngô Bách Tuệ bị đè xuống đất kia, cả người chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngô Bách Tuệ bị chu tề Hai đệ tử khác đè ép Bộ dáng chật vật Thấy Hạ Thược ngồi xổm xuống liền ngước mắt gắt gao như cô chằm chằm Cô ta thấy trong đôi mắt kia Không có chút ý cười Khóe miệng thiếu nữ đối diện khẽ nhách Tôi hỏi cô Bộ dạng bây giờ của cô là nhờ ai ban tặng Ngô Bách Tuệ sững sờ Sắc mặt trở nên giận dữ Đúng Là tôi ban tặng Hạ Thược khẽ mỉm cười cho nên tôi thắng cô thua hiện giờ tôi hỏi cô đáp tôi không nghe lời giải thích không nghe cậu oán giận cô không có tư cách tôi chỉ muốn đáp án nói thật khi cô sống nói láo cô chết như thế đơn giản hơn hiểu chứ